Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đối với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine dẫn tới đàm phán. Tổng thư ký NATO nói cuộc phản công của Ukraine đang có bước tiến trên chiến trường, hy vọng động thái này có thể thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ukraine càng giải phóng được nhiều lãnh thổ thì họ càng có nhiều quyền lực hơn trên bàn đàm phán. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 6. Người đứng đầu NATO cho biết với sự hậu thuẫn từ phương Tây, Ukraine đang có tiến triển trong cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát. Ông Stoltenberg nhấn mạnh hoạt động quân sự này là cách để đạt đòn bẩy đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng từng nhận định với CNN rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ rất khó khăn. Tổng thống Biden nói phản ứng của NATO với xung đột Ukraine đã khiến cho liên minh ngày càng mạnh mẽ. Chúng tôi đã tăng cường sức mạnh cho sườn đông của NATO, tuyên bố rõ ràng sẽ bảo vệ từng tấc đất của liên minh. Tôi xin nhắc lại lần nữa, cam kết của Mỹ với điều 5 của NATO là không thay đổi, ông Biden nói, đề cập tới điều khoản phòng thủ chung của liên minh. Ông Stoltenberg mô tả quyết định ủng hộ Ukraine của phương Tây là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm duy trì ổn định trên toàn thế giới. Cuộc chiến của Nga không chỉ nhằm vào Ukraine mà còn nhằm vào các giá trị cốt lõi của chúng tôi và những người dân tự do khắp mọi nơi. Do đó, Tổng thống Vladimir Putin không được thắng trong cuộc chiến này bởi nó không chỉ là thảm kịch với người dân Ukraine mà còn khiến thế giới nguy hiểm hơn, ông nói. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo gói viện trợ vũ khí hạng nặng và đạn dược mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine nhằm bổ sung nguồn cung cho Ukraine trong chiến dịch phản công lớn. Tin tiếp theo, Trung Quốc cảnh báo Mỹ về quan hệ song phương. Ngoại trưởng Trung Quốc yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ nếu muốn cải thiện quan hệ song phương trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ. Kể từ đầu năm, quan hệ Trung-Mỹ đã gặp phải những khó khăn và thách thức mới. Đã rõ bên nào phải chịu trách nhiệm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Tần Cương nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc điện đàm ngày 14 tháng 6. Ông Tần yêu cầu ông Blinken tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của Trung Quốc như vấn đề Đài Loan. Theo ông Tần, Mỹ nên ngừng can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc và ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của Trung Quốc dưới danh nghĩa cạnh tranh. Trung Quốc luôn xem xét và xử lý mối quan hệ Trung-Mỹ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi mà Chủ tịch Tập Cận Bình đặt ra, Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Tần Cương đã thảo luận về những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì kênh liên lạc mở, cũng như các vấn đề song phương và toàn cầu. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc mở để quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung nhằm tránh tính toán sai lầm và xung đột, phát ngôn viên Miller nói. Ngoại trưởng Blinken cũng đã nói rõ, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng tiếp xúc ngoại giao để nêu ra các vấn đề gây lo ngại cũng như lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rạn nứt những năm gần đây do các vấn đề như Đài Loan, thương mại cùng các vấn đề khác. Các quan chức Mỹ nói rằng ông Blinken dự kiến đến Bắc Kinh ngày 18 tháng 6 nhằm xoa dịu căng thẳng. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tới Trung Quốc kể từ khi ông Mike Pompeo đến Bắc Kinh tháng 10 năm 2018. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về kế hoạch của ông Blinken. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau ở Bali, Indonesia tháng 11 năm ngoái và thống nhất nỗ lực ngăn chặn căng thẳng vượt tầm kiểm soát, trong đó có chuyến thăm của ông Blinken Bắc Kinh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 2 đột ngột hủy chuyến đi sau vụ Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc với cáo buộc đây là thiết bị do thám. Gần đây, hai bên có những động thái kiểm soát căng thẳng, trong đó có cuộc gặp kín giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tại Áo tháng trước. Bản tin kế tiếp,
Trung Quốc nờ nêu khả năng ngừng tham chiến tại Ukraine. Lãnh đạo Quốc nờ cho biết tập đoàn này có thể ngừng tham chiến tại Ukraine, đồng thời nhận định tiềm lực của quân đội Ukraine còn lâu mới cạn kiệt. Trong cuộc phỏng vấn với kênh TV2 của Đan Mạch được công bố ngày 13 tháng 6, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Zeruny Rigozhin được yêu cầu đánh giá về chiến dịch phản công của Ukraine. Ông Rigozhin trả lời rằng mọi cuộc tấn công cần được đánh giá sau khi đối phương đã dốc hết tiềm lực. Ông Rigozhin nhận định tiềm lực của Ukraine còn lâu mới cạn kiệt. Điều này sẽ mất 1 đến 2 tháng. Sau đó chúng tôi sẽ đánh giá xem họ có đạt mục tiêu hay không, lãnh đạo Wagner nhận định. Khi được hỏi về khả năng tập đoàn Wagner tiếp tục tham gia chiến dịch của Nga, ông Rigozhin nói, tôi không chắc chúng tôi sẽ tiếp tục tham chiến tại Ukraine. Biết đâu chúng tôi sẽ tái bố trí ở phía bắc của Mexico, ông Rigozhin nói đùa. Bình luận được ông Rigozhin đưa ra sau khi lực lượng Wagner kết thúc nhiều tháng chiến đấu tại Bakhmut, lùi về hậu phương để củng cố và bàn giao các vị trí tại thành phố thuộc tỉnh Donetsk cho quân chính quy Nga. Lãnh đạo Wagner nhiều lần chỉ trích, chỉ huy và quan chức quốc phòng Nga cho rằng họ góp phần gây ra tình trạng thiếu đạn dược khiến các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân chịu thiệt hại nặng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 6 thông báo tất cả các đơn vị quân tình nguyện phải ký hợp đồng với cơ quan này trước 1 tháng 7. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quyết định này nhằm tăng tiềm năng chiến đấu và hiệu quả của các đơn vị quân tình nguyện trong lực lượng chính quy, cũng như xây dựng cách tiếp cận thống nhất với nhiệm vụ quân sự. Ông Rigozhin tuyên bố tập đoàn Wagner không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, dù cơ quan này khẳng định điều đó sẽ giúp các đơn vị tình nguyện có tư cách pháp lý cần thiết để hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 6 thông báo ký hợp đồng với Trung đoàn Cơ giới đặc nhiệm số 141 Atman. Đây là đơn vị vệ binh quốc gia nằm dưới quyền Thượng tướng Ramzan Kadyrov, lãnh đạo tập đoàn Chechnya, từng đảm nhận vai trò xung kích của nhiều đợt tiến công trong chiến dịch của Nga. Kênh Veza ngày 13 tháng 6 đưa tin 3 lữ đoàn và 4 đơn vị quân tình nguyện đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Bản tin thứ tư, Mỹ có thể chuyển đạn uranium nghèo cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden nhất trí cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo của xe tăng M1 Abrams sau nhiều lần tranh luận theo các quan chức Mỹ. Lầu Năm Góc từng đề xuất Mỹ cần chuyển đạn uranium nghèo DU dùng cho M1 Abrams khi viện trợ loại xe tăng chủ lực này cho Ukraine. Lục quân Mỹ thường sử dụng loại đạn này, nhận định chúng có thể xuyên thủng giáp trước của xe tăng do Liên Xô hoặc Nga chế tạo. Đạn DU chứa sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium cho nhiên liệu và vũ khí hạt nhân. DU có tỷ lệ đồng vị phóng xạ U-235 dưới 0,3%, thấp hơn so với mức 0,72% trong quặng tự nhiên, với thành phần chính là đồng vị U-238 có khả năng phân hoạt và tính phóng xạ thấp hơn. Nhà Trắng đã tranh luận trong nhiều tuần về khả năng cung cấp đạn DU cho Ukraine khi một số cơ quan chức cho rằng việc chuyển loại đạn này sẽ khiến Washington hứng chịu chỉ trích vì đạn DU gây lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 13 tháng 6 cho biết dường như không có trở ngại lớn nào trong phê duyệt chuyển đạn DU cho Ukraine. Tranh cãi về chuyển đạn DU cho Ukraine bắt đầu sau khi Mỹ đồng ý cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams. Ban đầu, Mỹ định chuyển cho Ukraine biến thể M1A2, song sau đó chuyển sang tân trang mẫu M1A1 có sẵn trong kho để rút ngắn thời gian. Lầu Năm Góc cho biết, Ukraine sẽ nhận xe tăng M1A1 vào mùa thu. Mỹ đang cân nhắc lựa chọn đạn dược cho số xe tăng M1A1 sẽ chuyển tới cho Ukraine. Anh bàn giao xe tăng chủ lực Challenger 2 cùng đạn DU cho Kiev. Nga chỉ trích động thái của Anh, cho rằng nước này phổ biến vũ khí có thành phần phóng xạ. Anh bác cáo buộc của Nga và gọi đây là thông tin sai lệch. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hồi tháng 3 tuyên bố lập luận của Nga không trung thực và cho rằng nước này sợ xe tăng của mình bị phá hủy bằng đạn DU. Ông Kirby cũng khẳng định đạn DU khá phổ biến và các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng không gây ra mối đe dọa phóng xạ. Vào thời điểm này, Mỹ không cung cấp đạn DU cho Ukraine. Trong báo cáo công bố năm 2022, chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại tính hóa học của DU là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất,
nguy cơ gây kích ứng da, suy thận và tăng khả năng gây ra ung thư. Bộ binh Mỹ cho biết DU phát ra hạt alpha năng lượng cao nhưng có sức xuyên kém, không thể thâm nhập qua quần áo và da người. Tác động chủ yếu xảy ra nếu vật liệu lọt vào cơ thể qua vết thương hở, đường thở và đường tiêu hóa. Tuy nhiên, DU sau khi cháy có thể phản ứng với chất ăn mòn trong nước và không khí, tạo thành các hợp chất độc hại có thể xâm nhập cơ thể qua thức ăn và nước uống, dần tích tụ ở các cơ quan như gan, lá lách và thận. Một nghiên cứu của Đại học Harvard ở Mỹ cho rằng, DU gây tác hại với cả binh sĩ tham chiến và cư dân địa phương. Ukraine cũng tiếp tục đề nghị Mỹ viện trợ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ASTARMS MGM-140 có tầm bắn 300 km và phóng từ pháo phản lực HIMARS. Tổng thống Biden hồi tháng 5 nói đây vẫn là một trong các lựa chọn, song các quan chức Mỹ cho biết quyết định viện trợ tên lửa ASTARMS khó xảy ra. Bản tin thứ 5 trong ngày hôm nay là một bản tin khá là hay, dễ thương về một cô bé khá là nổi tiếng trên các mạng xã hội. Có thể các bạn đã nhìn thấy trên cái hình này rồi nhé. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu với bản tin cuối cùng trong video tin tức đúng chọn lọc ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Bé gái nổi tiếng vì nhập vai bác sĩ cùng thú cưng. Bé Mạc Mạc 5 tuổi được yêu thích trên mạng xã hội vì đóng vai bác sĩ và dùng thiết bị y tế tự chế để khám bệnh cho thú cưng. Tài khoản Diogen Mạc Mạc và bố trên Douyin phiên bản TikTok Trung Quốc đăng tải 300 video ghi lại cảnh bé gái đóng vai bác sĩ tại nhà riêng ở tỉnh Giang Tô. Cô bé mặc quần áo mô phỏng trang phục của bác sĩ và dùng mô hình các thiết bị y tế như máy chụp CT để khám cho bệnh nhân là chó cưng giống Corgi. Người xem thích thú trước video chó cưng của Mạc Mạc nằm im trên mô hình máy chụp CT để cô chủ nhỏ khám bệnh. Bên cạnh bé Mạc Mạc còn có một con mèo đen thi thoảng chạm vào người con chó, khiến người xem đùa đó là y tá mèo. Mẹ của Mạc Mạc cho biết cô bé lần đầu nhìn thấy máy chụp CT khi đi kiểm tra sức khỏe năm ngoái. Khi về nhà, cô bé đã hỏi bố mẹ chiếc máy đó bao nhiêu tiền và liệu bố mẹ có thể mua hay không. Bố của Mạc Mạc trả lời rằng máy chụp CT rất đắt nhưng anh có thể tự chế tạo một chiếc máy làm bằng bìa cắt tông cho con gái. Từ khi có máy chụp CT, Mạc Mạc vốn ước mơ làm bác sĩ, thường chăm sóc cho các bệnh nhân trong nhà, gồm thú cưng và đôi khi là cả thành viên gia đình. Video Mạc Mạc dùng máy chụp CT bằng bìa cứng đã trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút tới 9 triệu lượt xem trên Douyin. Tài khoản Douyin Mạc Mạc và bố có gần 1 triệu người theo dõi. Video cô bé đỡ đẻ cho chó cưng hay chụp X quang cho con vật cũng được yêu thích. Sau này nếu con còn yêu thích ngành y, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ, mẹ Mạc Mạc nói. Ước mơ của cô bé được bảo vệ và vun đắp thật hạnh phúc làm sao, một người bình luận về các video. Những người khác khen ngợi cha của Mạc Mạc là ông bố tuyệt vời và rất sáng tạo. Nhiều người còn dành lời khen cho chó cưng của Mạc Mạc, cho rằng con vật nên đi làm diễn viên vì hợp tác với cô chủ nhỏ. Những đề tài bố mẹ dành thời gian chơi với con thường trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc. Hồi tháng 3, người mẹ ở khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc được khen ngợi vì biến các hộp cắt tông cũ thành đồ chơi cho con. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Và để ủng hộ cho mình thì các bạn hãy cho kênh của mình một like nè, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì sẽ mong được càng nhiều người ủng hộ tụi mình hơn nữa trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì mình xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin kế tiếp nha. Bye bye.